Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và Nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay, đầu tiên hết tin từ Busan, Ukraine. Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Quốc về một cái bằng chứng cho thấy là có sự thảm sát thường dân kể từ khi mà lực lượng Nga à, xâm chiếm tại đây và sau khi họ rút quân ra khỏi khu vực Busan để lại những xác chết và cho phía của ông Zelensky nói rằng đây là vụ thảm sát thường dân và là một tội ác chiến tranh ông zelensky đã phát biểu trên Hội đồng bảo an à, với lại một cái hệ thống được xem là quyền lực nhất của thế giới tuy nhiên thì à, các giới chức tây phương vẫn tiếp tục dường như là đang à, tìm hiểu thêm về cái tình trạng đã xảy ra ở tại à, pusa ông ta nói rằng lực lượng của ông ta đã phát hiện ra rất nhiều những thi hài đã đã bị à, nằm trên đường phố và kể cả chôn ở dưới đất và với những cái à, mồ chôn tập thể. Lãnh đạo của NATO trong khi đó thì lên tiếng cảnh cáo Nga là đang tìm cách à, tụ hội lại ở phía đông của và phía nam của Ukraine để mở các cuộc tấn công mới trong cái giai đoạn mới và trong đó cho thấy rằng là Nga có thể sẽ tiếp tục tiệt à, à, thoái ở khu vực phía bắc. Tuy nhiên phía đông và phía nam của Ukraine sẽ tăng cường các cuộc tấn công. Hiện nay họ rút quân của họ ở phía bắc nhưng mà họ vẫn tiếp tục tăng cường cái cuộc chiến của họ ở phía Nam. Tổng thư ký của là Liên minh NATO là ông John Stolenberg đã lên tiếng cho biết như trên. Các giới chức của Ukraine cho biết là tổng cộng có 410 thi hài của thường dân đã được phát hiện trong thị trấn Abuja nằm gần Kiev sau khi họ tái chiếm lại cái khu vực này từ khi mà quân đội Nga rút ra khỏi đây. Và trong đó là có tình trạng có một số thi hài có dấu hiệu là bị tra tấn. À, đây là một trong những cái phát hiện mới của phía của Ukraine đã đưa ra đây là được xem là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của à, Ukraine ngày hôm nay trong khi đó thì à, bản tin từ Kuwait cho biết là toàn bộ chính phủ của Kuwait đã từ chức sau vài tháng nhận chức và giữa lúc mà đất nước này đang đối diện với cơn khủng hoảng chính trị và bị à, bế tắc trong đường hướng cải cách về kinh tế. Thủ tướng của Kuwait là Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah đã chính thức nộp đơn từ chức với lại Thái tử của Kuwait theo tường trình của cái hãng thông tấn ở quốc gia này cho biết và Kuwait được xem là đã có cái ở quốc gia cái chính phủ thứ ba là đã từ chức trong vòng một năm rưỡi qua và ở tại khu vực này và trong đó thì giới đối lập cho rằng là ông Seif và Shabbat đã có những cái hành động gọi là cả, có nhiều hành động tham nhũng và có những cái quản lý yếu kém và họ nói rằng cần phải có sự cải tổ mạnh mẽ hơn và chống lại tình trạng yếu kém trong chính quyền của Kuwait. Việc mà thay đổi nội các và từ chức này có thể dẫn tới một cái cơn khủng hoảng lan rộng ở khu vực các quốc gia ở khối Ả Rập, đặc biệt là khu vực ở vùng Vịnh Vịnh Ba Tư và kể cả một số những quốc gia được xem là nằm trong cái khu vực ở biển Ả Rập và trong đó sẽ ảnh hưởng tới cái tình trạng mà giá dầu khí trên thế giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay thì Nga đòi hỏi là công ty Wikipedia là phải xóa bỏ tất cả những nội dung được xem là mà họ gọi là tin giả nếu như không họ sẽ có lệnh trừng phạt với lại công ty Wikipedia. Công ty này vốn là một công ty chứa tất cả những cái dữ liệu trên toàn thế giới và theo tường trình của phía Nga cho biết là theo luật lệ của Nga. Thì những cái công ty mà phụ trách về cái uh, Internet và những cái trang mạng trang của họ cần phải kiểm soát tất cả những nội dung mà họ cho là những cái uh, thông tin bất hợp pháp và trong đó họ tuyên bố sẽ phạt vạ lên tới 4 triệu đồng rúp, tức là khoảng gần gần 50.000 Mỹ Kim đối với công ty Wikipedia. Phía Nga đã gửi hàng ngàn binh sĩ tới Ukraine và trong đó là họ gọi đây là chiến dịch quân sự nhưng trên trang Wikipedia thì gọi đây là cuộc xâm lăng của Ukraine của Nga nhắm vào Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nga và Ukraine. Cùng một lượt thì Hoa Kỳ đã ngưng lại việc trả tiền trái phiếu của Nga để gia tăng áp lực và buộc Nga phải trở thành một quốc gia bị thất tính trong vấn đề chi trả tiền trái phiếu. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ngưng lại việc mà giao dịch bằng đồng Mỹ kim từ cái uh, tài khoản của nga trong việc mua bán công trái phiếu của Hoa Kỳ, trong đó gia tăng áp lực với Moscow trong việc mà họ sẽ uh, không có đủ tài chính để chi trả cho những nhà đầu tư và khiến cho họ bị uh, mất tính dụng. Đây được xem là một trong những áp lực mới mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa ra nhằm để mà áp lực Moscow phải chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Đây được xem là một một những cái công cụ mới và phía Hoa Kỳ sử dụng, đó là sẽ ngưng lại tất cả các việc giao dịch bằng mỹ kim, khiến cho Nga không thể trả tiền lời công trái phiếu cho các nhà đầu tư khi mua công trái phiếu của Nga. Và điều này sẽ khiến cho Nga bị mất tín dụng với các nhà đầu tư. Đây được xem là một trong những cái công cụ mạnh mẽ mà chính quyền của ông Joe Biden đã sử dụng để buộc Nga phải chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine và việc này được đưa ra giữa lúc mà Hoa Kỳ đã bắt đầu thúc đẩy thêm một cái giai đoạn mới trong lệnh cấm vận và trong đó sẽ có những cái hành động cấm vận gây gắt hơn đối với Nga. Vào tuần trước thì bản tin cho biết là cái khối vàng dự trữ của Nga trị giá là 604.4 tỷ Mỹ kim tính cho tới ngày 25 tháng 3 mức thấp nhất ở tháng 8 và trong đó thì có đã bị giảm đi khoảng 38.8 tỷ Mỹ Kim từ cái quỹ về dự trữ vàng của thế giới theo tương trình của phía cái những cái hiệp hội gọi là về vàng ở trên toàn thế giới cho biết như trên đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nga và của Ukraine và trở lại phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay Tổng thống Trump đã yêu cầu một chánh án do ông Clinton bổ nhiệm là phải rút ra khỏi cái đơn kiện à, giữa lúc mà ông đang nộp đơn kiện bà Clinton và Hillary Clinton và kể cả đảng Dân Chủ. Cựu tổng thống Trump và luật sư của ông đã lên tiếng và nói rằng vị chánh án được bà ông Bill Clinton bổ nhiệm cần phải tránh ra và không xen vào cái đơn kiện của ông nhằm cáo buộc bà Hillary Clinton và Đảng Dân chủ đã cố tình gán nhãn cho ông thân thiết và có những cái mối liên hệ với Nga trong cuộc bầu cử năm 2016 và sau khi có kết luận của công tố viên độc lập là ông Trump và chiến dịch tranh cử của ông không có liên can gì tới cái cái việc mà Nga xen vào cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ và trong một cái đơn kiện à, nộp vào ngày thứ hai thì à, luật sư đại diện cho ông là Alina Harpba cũng như là Peter Ticktin nói rằng à, cái vị chánh án của ông Clinton bổ nhiệm từ năm 1997 có tên là Donald Middlebrook có thể sẽ có một cái thái độ thiên vị cho bà Hillary Clinton, sẽ không có gì thắc mắc nếu như mà tránh án Middlebrook à uh, 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 chịu trách nhiệm cho cái uh, giải quyết vụ án này và đây rõ ràng là một cái hành uh, hành động đã có cái mâu thuẫn về lợi ích khi mà chồng của bà Hillary Clinton lúc đó là tổng thống là ông Bill Clinton đã bổ nhiệm ông này làm tránh án và giờ đây nếu để cho ông ta xét xử vụ án chúng tôi khởi kiện Đối với lại cá nhân phu nhân của ông cả Bill Clinton tức là bà Hillary và cái chiến dịch tranh cử của bà ta là một điều mà có thể dễ dàng dẫn tới sự thiên vị và đây là một trong những cái đơn chuyện mà chính quyền của mà uh, uh, nhóm uh, luật sư của Tổng thống Trump đã đưa ra trong đó thì ông Trump đòi hỏi là phía đảng Dân Chủ và bà Hillary phải bồi thường số tiền lên tới 24 triệu Mỹ Kim tiền thiệt hại giữa lúc mà ông đã bị mất đi rất nhiều những cái uh, mối thương mại mà trong đó là uh, đã gây thiệt hại cho ông trong cuộc bầu cử năm 2016 đó là bản tin liên quan tới tình hình của ông Trump và cùng một lượt tất cả các thành viên của đảng Cộng Hòa đã phản ứng khi mà Joe Biden đòi hỏi là phải đòi truy tố người tiền nhiệm của mình là cựu Tổng thống Donald Trump. Ngay sau khi mà ông Joe Biden tuyên bố rằng là ông ta muốn nhìn thấy ông Trump bị truy tố trước tòa, tòa án về cái biến cố ngày 6 tây tháng Giêng thì lập tức tất cả hầu hết các cái à, thành viên của đảng cộng hòa trên toàn quốc đã lên tiếng chỉ trích gay gắt mặc dù tờ New York Times đã cố tình à, viết những bài viết tạo áp lực cho ông bộ trưởng tư pháp của Hoa Kỳ là ông Merrick Garland là phải có một cái à, cuộc điều tra về cái biến cố ngày 6 tây tháng giêng nhằm truy tố cả người tiền nhiệm của mình là à, cựu tổng thống Donald Trump trong đó thì tất cả các cái à, thành viên của đảng cộng hòa và những người bảo thủ đã lên tiếng một cách gay gắt và cho rằng đây là hành động không thể chấp nhận được của một tổng thống à, Hoa Kỳ. Trong đó thì à, một trong những người à, à, được xem là dân biểu có tên là Darrell Issa của đảng Cộng hòa tại California nói rằng tờ New York Times vẫn là một tờ báo tờ, à, chuyên tung tin giả hoặc là cái do áp lực của ông Jordan đối với lại Bộ trưởng Tư pháp nhằm truy tố Tổng thống Trump. À, Tòa Bạch Ốc đã không nói điều gì. Tuy nhiên, Ủy ban Tư pháp của Hạ viện cần phải có một câu trả lời vào tuần tới. Biden đã nói với nhân viên của ông ta là ông ta muốn bộ tư pháp phải truy tố tổng thống Trump và tưởng tượng xem ông ta đang làm gì để bảo vệ cho Hunter Biden tức là con trai của ông ta một cái thông báo của đảng cộng hòa trung ương trên toàn quốc đã tweet ra và cái kế tiếp là Joe Biden là một tổng thống đầu tiên đã gia tăng bộ tư pháp để mà bắt giữ người tiền nhiệm của mình họ thật sự đã có những cái hành động được xem là đầy côn đồn đó là lời phát biểu của thường à, dân biểu jim spen thuộc đảng cộng hòa ở tại à, à, indiana đảng à, cầm quyền đang muốn truy tố những người đối lập với họ đảng dân chủ sẽ không nghĩ rằng à, không bao giờ để cho một cái à, à, nghiện, suy nghĩ thứ ba diễn ra họ đã vũ khí hóa tất cả các quyền lực của chính phủ và hiện nay giới truyền thông của dc đã bắt đầu chúc mừng cho chuyện này đó là lời phát biểu của richard cronell vốn là đại sứ của ông Trump tại Đức và là từng là quyền giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia. À, Biden đang yêu cầu Bộ Tư pháp làm những điều thật là kinh khủng. Đó là lời phát biểu của nhà bình luận Dennis de Souza kể cả một trong những uh, sướng công viên của đài truyền hình Newsmax là Sebastian Koka cùng một số người khác chỉ ra cho thấy Biden đã cố tình xen vào công việc uh, chuyên môn của bộ tư pháp. Đây được xem là một trong những cái uh, phản ứng quyết liệt của các thành viên đảng cộng hòa khi mà Joe Biden đã nói với lại nhân viên của ông ta là ông ta muốn nhìn thấy ông Trump bị truy tố trước tòa án trong biến cố ngày 6 tây tháng giêng. Đây được xem là một trong những cái uh, uh, phản ứng khá mạnh của giới uh, chính trị Hoa Kỳ đặc biệt là giới chính trị bảo thủ đã lên tiếng gây gắt trong cái lời phát biểu của Joe Biden. Trong khi đó thì ông Elon Musk đã bắt đầu đưa ra thêm một cái ý kiến trên Twitter và khiến cho công ty Twitter có thể rơi vào khủng hoảng khi mà ông nói rằng là có nên hay không nên sử dụng tiếp cái nút gọi là Edit Burden. Ông đã hỏi ở trên Twitter là quý vị có muốn cái nút Edit putin ở trên cái trang mạng xã hội không việc này diễn ra và sau đó thì à, à, các à, ông đã nói à, và trong đó trong cuộc thăm dò thì ông đã à, chiếm lúc mà đưa ra cái câu nói này thì ông đã chiếm khoảng 9.2 cổ phần của Twitter và trong đó trị giá 3 tỷ Mỹ Kim và trong được xem là một trong những vụ mua bán lớn nhất. Ngay sau khi mà ông đã đưa ra cái tweet này thì tổng giám đốc điều hành của công ty Twitter là Parag Arawal đã tweet và nói rằng phải cẩn thận hậu quả của các cuộc thăm dò. Trong ngày một tay Twitter đã tweet một cái thông điệp à, chính thức của họ nói rằng họ đang làm việc để mà đưa ra một cái nút gọi là edit burden trong tương lai và trong đó à, à, khi hỏi được à, một và đồ đùa, 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 đùa dẫn trên twitter thì công ty nói rằng chúng tôi không thể xác nhận hay à, chúng tôi không bác bỏ việc mà chúng tôi sẽ có thể à, có cái nút edit trong cái statement của chúng tôi đó là lời phát biểu của twitter Cùng một lượt thì các thành viên, các nhân viên làm việc thuộc phong trào left wing tức là cực tả trong Twitter đã bắt đầu có những cái sự rụt lo sợ rằng chính họ sẽ bị sa thải hoặc chính họ sẽ bị gọi là xóa bỏ cái văn hóa sau khi mà ông Elon Musk đã mua được à, 9.2 cổ phần của công ty Twitter và trở thành một trong những thành viên hội đồng quản trị. Ngay sau khi mà ông Elon Musk đã nắm sở hữu khoảng 9.2 cổ phần của công ty Twitter hàng loạt các cái nhân viên mà đi theo khuynh hướng cực tả đã núp làm việc ở trong Twitter để mà đã, đã thiên vị và có những cái hành động được xem là cực tả ở trong cái công ty này thì à, họ đã bắt đầu lo ngại cho rằng là ông ông Elon Musk đang tìm cách xóa bỏ đi văn hóa của họ trong một bài viết thì một trong những ký, uh, ký giả được xem là thuộc cánh hữu là gốc việt là andy ngô đã lên tiếng nói rằng những thành phần cực tả trong twitter đã bắt đầu có những cái sự than phiền về việc mà elon musk đã trở thành một trong những nhà nắm cổ phần lớn nhất ở tại uh, công ty twitter họ nổi giận với công ty và đã, họ sợ rằng là cái khuynh uh, hướng văn hóa cực tả của họ sẽ bị thách thức trong đó thì uh, ông ron DeSantis là thống đốc của tiểu bang Florida đã lên tiếng chúc mừng cho ông Elon Musk trong chương trình 60 Minutes trong đó nói rằng là đây là một trong những cái hành động rất thông minh của ông Elon Musk nhằm để mà buộc công ty Twitter phải tuân thủ tất cả cái quyền tự do ngôn luận đó là căn bản của nền dân chủ à, các nhớ nhân viên của Twitter E ngại, đặc biệt là những thành phần cực tả trong công ty này. E ngại rằng là ông Elon Musk sẽ thay đổi văn hóa của họ khi mà ông bắt đầu thực hiện tiến trình quyền tự do ngôn luận. Đây được xem là một trong những cái tin mới nhất và cổ phiếu của Twitter ngay sau những cái tin này tung ra. Họ đã giảm 27.12%, còn lại có 49.97 đồng đồng tính cho tới ngày thứ hai theo tường trình của giới tài chính của Hoa Kỳ cùng một lượt thì Black Lives Matter đã mua một căn biệt thự sang trọng trị giá 6 triệu mỹ kim và để tìm cách tránh né việc mà họ sử dụng những cái nguồn tiền đóng góp từ cái chết của George Floyd để biến thành những cái tài sản cá nhân những lãnh đạo của công ty Black Lives, của cái nhóm tổ chức Black Lives Matter đã mua một cái biệt thự sang trọng ở miền nam California trong bí mật và các cái uh, cuộc đối thoại ở trong uh, uh, nội bộ của họ cho thấy rằng đang có nỗ lực để mà thay đổi và che giấu cái việc mà họ làm chủ những cái biệt thự sang trọng này. Black Lives Matter đã bùng phát mạnh mẽ trong sau khi có cái chết của George Floyd và họ đã gây quỹ lên cả triệu triệu Mỹ kim. Theo tường trình của tờ báo có tên là New York Magazine, Intelligence đã đưa ra ngày thứ hai và trong đó là họ đã tìm cách gọi là tránh né và tự sử dụng những cái nguồn quỹ thật là à, gọi là một cách gọi là kín đáo và họ tìm cách gọi là chạy những cái nguồn quỹ đó trở thành quỹ cá nhân một trong những cái uh, câu hỏi và nhà, cái tiết lộ từ trong nội bộ ở trong đó họ nói rằng đây là những cái safe home tức là những cái nhà an toàn dành cho những lãnh đạo của blacklight matter một khi mà họ bị đe dọa vân vân và vân vân và chính vì vậy họ đã sử dụng cái nguồn tiền đóng góp quỹ cho cái phong trào Black Lives Matter này để mua những căn biệt thự sang trọng và những người lãnh đạo và sáng lập con cái phong trào Black Lives Matter này viện lý do là vì bảo vệ an toàn cho họ, họ cần những ngôi nhà có được cái sự an toàn gọi là safe house. Đây được xem là một trong những cái hành động được xem là vô đạo đức mà Black Lives Matter sử dụng tiền đóng góp của người khác để biến thành tài sản cá nhân và trong cuộc thăm dò mới nhất đa số người dân Hoa Kỳ bao gồm luôn cả đảng nhân chủ đều ủng hộ cho cái quyền của phụ huynh trong giáo dục, đó là cuộc thăm dò mới nhất sau khi mà tiểu bang Florida ban hành cái dự luật này. Đa số người dân Hoa Kỳ ủng hộ cho quyền của phụ huynh trong giáo dục đã vốn thời thời gian gần đây đã được thông qua bởi các nhà lập pháp của Florida và được ký bởi thống đốc Ron DeSantis theo một cái cuộc thăm dò mới nhất của tổ chức có tên gọi là Public Opinion Strategies, Ở trong đó hầu hết là cuộc thăm dò này đưa ra dưới à, với 1.000 người à, cử tri trên toàn quốc được thực hiện ngày 25 tới ngày 28 tây tháng 3. Cuộc thăm dò này cho thấy là có mức sai biệt là khoảng 3.5% với tổng cộng là 70% các cử tri của Đảng Cộng hòa, 58% các cử tri độc lập và 55% cử tri của Đảng Dân chủ ủng hộ cho cái luật này do ông Ron DeSantis đưa ra cùng một lượt thì à, à, họ nói rằng à, họ rất ủng hộ cho việc mà kiểm soát cái ngành giáo dục và để cho phụ huynh có quyền lên tiếng. Chỉ có 8% nói rằng họ muốn là có thêm à, 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 gọi là kiểm soát lại tất cả những cái à, hoạt động của giáo giáo chức và à, trong đó thì 79% đòi siết chặt tất cả những cái quyền à, của à, của giáo chức và trong đó phải cho phép giáo, các phụ huynh có quyền lên ý kiến trong tất cả những cái à, và cái việc mà giảng dạy con em của họ đây được xem là một trong những cuộc thăm dò mới nhất sau khi mà Florida vừa thông qua và chính thức ban hành thành luật về việc mà không cho phép giảng dạy những điều mà không cần thiết ở trong trường học đặc biệt là cấp tiểu học và trung học trong đó thì chính quyền của Cho sau khi có phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng của người dân trên toàn quốc về quyền chọn lựa của phụ huynh họ đã âm thầm ra luật mới cho cái quy tắc mới của bộ giáo dục trong đó họ đã công bố một cái Bản quy tắc mới gồm 14 trang và bao gồm việc ưu tiên thuê mướn và kể cả việc mà à, có lẽ à, đưa ra những quy tắc để cho những trường học nào mà muốn xin ngân quỹ của chính phủ. Trong cái bản à, à, quy tắc mới này, những trường tư thục nào mà muốn nhận được ngân quỹ của chính phủ liên bang là phải hợp tác với một trường công lập thì mới được phép nhận được cái nguồn tài trợ của chính quyền liên bang mà trong đó có rất nhiều phụ huynh đòi hỏi là phải có sự chọn lựa riêng của họ dành về việc giáo dục con cái của họ đây được xem là một trong những cái trò rất âm thầm của chính quyền Joe Biden nhằm tìm cách gọi là đẩy thêm tài Chánh cho cái liên đoàn giáo chức thay vì ngân quỹ đó phải dành cho học sinh thì họ để ưu tiên cho liên đoàn giáo chức là cái khối phiếu ủng hộ cho ông Joe Biden đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và liên quan tới tài sự của Á Châu ngày hôm nay những người nào đã thần tượng những tài tử của Hồng Kông đều cảm thấy tiếc nuối khi mà người được mệnh danh là hoàng đế võ thuật của nền điện ảnh Hồng Kông đã qua đời ở tuổi 80 bản tin mới nhất từ Hồng Kông cho biết là độc thủ đại hiệp hay còn gọi là độc tý Đao Vương nam tài tử Vương Vũ đã vừa qua đời vào sáng ngày 5 tây tháng 4, hưởng thọ 80 tuổi và ông được xem là những ngôi sao điện ảnh về võ thuật lừng danh của Hồng Kông ở tập niên 60 và 70. À, theo con gái của ông, có tên là Vương Hinh Bình cho biết rằng là, là à, dà, và ông Vương Vũ đã ra đi một cách à, nhẹ nhàng ở tại bệnh viện ở tại Đài Loan ở à, Đài Bắc tại Đài Loan sau 6 năm mà ông đấu à, chiến đấu chống lại bệnh tật và hưởng thọ 80 tuổi và trong đó thì à, à, Vương Vũ được xem là một trong những à, gương mặt tài tử nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông và ông à, đã đến à, Đài Loan định cư trong những năm gần đây và ông đã bị à, sức khỏe suy yếu trầm trọng năm 2011 thì ông đã từng bị đột quỵ và sau đó thì ông đã từng vào bệnh viện gấp ở Thái Lan và ông được xem là một trong những ngôi sao điện ảnh lừng danh của Hồng Kông ở thập niên 60 à, trước cả thế hệ của Khương Đại Vệ hay là à, những tài tử nổi tiếng sau này à, là từ Sơn Điền Bảo Chiêu một tài tử của Nhật cho tới cái thế hệ của Lý Tiểu Long vẫn là đàn em của ông và ông Vương Vũ được xem là một trong những ngôi sao điện ảnh lớn của Hồng Kông và giờ đây thì à, ông đã qua đời những khán giả nào của thế hệ 60 đều biết tới ngôi sao điện ảnh lừng danh này đó là bản tin liên quan tới tình hình của à, Á Châu ngày hôm nay trong khi đó bước qua phần tin Việt Nam lại có thêm một nhân vật bị bắt giữ và nhân vật này là chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng nhân vật này đã bị bắt giữ sau khi bị à, à, cáo buộc là chiếm đoạt tài sản khi mà họ tung những cái cổ phiếu của họ ra và sử dụng những cái à, à, khe hở ở trong cái luật về chứng khoán của à, cộng sản ban hành để mà trục lợi trong đó thì năm à, người gồm có đỗ hoàng việt con trai của ông ta nguyễn mạnh hùng trần hồng sơn và nguyễn khoa đức và lê văn thịnh cùng với lại phùng thế tính tất cả đều đã nằm trong công ty tân hoàng minh đã bị bắt công ty này được xem là một công ty về địa ốc và từng trúng thầu các cái lô đất đắt giá tại thủ thiêm sau đó bỏ cọc thầu bởi vì không đủ tiền nộp đặt cọc cho phía chính quyền của cộng sản việt nam ở tại à, sài gòn và trong một cái cáo buộc là ông Tây từ ngày từ tháng 7 cho tới tháng 3 năm 2021 và tháng 3 năm 2022, ông ta đã có hành vi gọi là lừa gạt sử dụng những công ty bên ngoài để mà nâng giá cổ phiếu trái phiếu và phát hành tổng số trái phiếu lên tới 10.000 tỷ đồng Việt Nam và đây là một trong những cái trò lừa gạt mới của công ty Tân Hoàng Minh và giờ đây chính ông ta đã bị bắt và đây là một trong những cái chiến lịch dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng. Bên cạnh đó thì à, bản tin mới nhất cho biết là bên cạnh cái việc mà gọi là uh, ngành tài chánh ngành địa ốc và ngành chứng khoán đang bị sôi đèn để trăng đe và không để cho cái các cái thành phần gọi là lợi dụng những ngành này để trục lợi làm giàu trong suốt mấy chục năm qua lò đốt của nguyễn phú trọng đã quyết định vẫn giữ nguyên án tử hình đối với lại giám đốc của ocean bank chi nhánh tại hải phòng mà trong đó là muốn sử dụng cái án tử hình để trăng đe tất cả những uh, đại gia khai thác về ngành địa ốc bản tin mới nhất cho biết là cái vụ mà gọi là tham ô tài sản ở Ocean Bank thì uh, Trần Thị Kim Chi, giám đốc chi nhánh ở Hải Phòng của Ocean Bank vẫn được giữ nguyên án tử hình đối với bà này sau khi mà bà này đã nộp đơn khiếu nại và xin nhận mức án thấp hơn. Tuy nhiên, trong một cái lò cứ gọi là răng đe đối với các cái kỹ nghệ về tài chánh địa ốc và thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ, của Việt Nam thì à, Nguyễn Phú Trọng đã duy trì cái bản án này mang tính chất đanh đe và đe dọa đối với những đại gia sắp sửa được đưa vào cái lò xử. Trong khi đó thì em gái của Trịnh Văn Quyết cũng đã bị bắt giữ. Đó là bản tin mới nhất. Sau khi Trịnh Văn Quyết bị bắt giữ thì tới phiên Trịnh Thị Thúy Nga, em gái của ông Trịnh Văn Quyết cũng đã bị bắt giữ về việc gọi là bà này đã tiếp tay thao túng trong thị trường chứng khoán đây được xem là một trong những cái uh, uh, cuộc đốt lò gây ra uh, sôi nổi tại việt nam bao gồm luôn cả ba ngành ngành tài chính ngân hàng ngành chứng khoán và ngành địa ốc và có vẻ như là thời gian gần đây là phía cộng sản việt nam đã bắt đầu chấn chỉnh lại thị trường chứng khoán và kể cả thị trường địa ốc sau khi nó bị thổi giá và bị bơm tin giả vào quá nhiều đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay lại có thêm một người bị Cộng sản Việt Nam bắt giữ về cái tội gọi là chỉ trích à, cán bộ chính quyền địa phương tuy nhiên thì họ gán tội cho người này là đã vi phạm vào uy tín cơ quan tổ chức danh dự cá nhân người này có tên là à, cái nick ở trên Facebook là Phong Nguyễn Thanh ở Vĩnh Long đã có những bài viết và tố cáo những cái hành động tham nhũng tham ô của các cán bộ đảng viên giờ đây thì ông này 43 tuổi đã bị bắt giữ về cái, và đã bị à, thẩm cung về việc mà ông đã có những cái bài viết trên đó và trong đó là cáo buộc rất nhiều những cái hành vi tiêu cực của cán bộ đảng viên. Tuy nhiên, thì à, công an cộng sản vẫn tiếp tục sử dụng cái chiêu bài là xúc phạm uy tín cơ quan tổ chức danh dự à, nhân phẩm cá nhân để truy tố ông này về tội hình sự. Đó là bản tin mới nhất về cái gọi là đàn áp quyền tự do ngôn luận trên mạng xã hội của à, chính quyền cai trị tại Việt Nam. Và đó là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình hưu tinh Nhật Ký. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!